Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một điều tra viên vụ nghi can tử vong tại đồn công an ở Bình Thuận bị tước danh hiệu công an nhân dân. Ngày 27 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay, Bình Thuận, tước danh hiệu công an nhân dân đối với điều tra viên vụ nghi can tử vong ở trụ sở. Theo AFA, công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thượng úy Cảnh sát hình sự Lê Hữu Tùng thuộc Công an huyện Đức Linh vì liên quan đến cái chết của một nghi phạm trong đồn công an. AFA dẫn báo Nhân dân và nhiều báo khác ngày 26 tháng 9 cho hay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Mười đã ký quyết định này và có hiệu lực ngay lập tức, hình ảnh bài trên AFA. Ông Tùng bị cho là có liên quan đến cái chết của nạn nhân Bùi Văn Hải, trú ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh vào tối ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, báo chí nhà nước không cho biết ông này có liên quan như thế nào và vi phạm điều gì đến mức bị sa thải khỏi ngành công an. AFA dẫn lời ông Bùi Mạnh Hùng, anh ruột của nạn nhân nói: "Tôi cho rằng anh Tùng đó điều tra em tôi và đánh đập em tôi nên mới xảy ra hậu quả như vậy, nhưng tôi đoán rằng không chỉ có mỗi anh Tùng mà còn nhiều người khác nữa." Cũng theo ông Hùng, gia đình chỉ biết được thông tin nêu trên qua báo chí và công an Bình Thuận. Đến nay họ chưa nhận được thông báo kết luận giám định tử thi và nguyên nhân cái chết của Bùi Văn Hải. AFA cho biết rạng sáng ngày 2 tháng 9, anh Hải bị triệu tập đến trụ sở công an xã Vũ Hòa làm việc và ngày hôm sau bị chuyển lên công an huyện Đức Linh tiếp tục làm việc vì bị cho là có liên quan đến một vụ trộm chó tại địa phương tại công an huyện anh hải có biểu hiện mệt khó thở nên được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực nam bình thuận nhưng đã tử vong tuy nhiên afa dẫn ý kiến của gia đình anh hải nghi cái chết của anh là do bị tra tấn và ép cung yêu cầu bộ trưởng công an tô lâm có trách nhiệm giải trình vụ việc afa dẫn lời kể của ông bùi mạnh hùng hai ngày sau khi xảy ra vụ trộm chó vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 9, trưởng công an xã Vũ Hòa xuống nhà mời anh Hải lên trụ sở công an xã để làm việc. Hình ảnh nạn nhân Bùi Văn Hải và giấy xác nhận của bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận cấp theo yêu cầu của gia đình. Ông hùng chở em trai lên xã giao cho công an xã Vũ Hòa, sau đó trưởng công an xã giao anh Hải lại cho hai sĩ quan công an huyện là Bùi Sĩ Ngân và Lê Hữu Tùng. Trong chiều tối hôm đó, hai công an này đưa anh Hải lên trụ sở công an huyện Đức Linh làm việc. Đến nửa đêm, ông Hùng nhận được thông tin có người chết, mang lên bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam. Ông Hùng lên đó và thấy em trai đã tử vong. Phía bệnh viện cho ông Hùng biết, vào lúc 21 giờ có hai người đeo khẩu trang đưa anh Hải đến. Theo xác nhận của bệnh viện, anh Hải đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Ông Hùng là người đầu tiên của gia đình thấy xác em trai mình ở bệnh viện, mắt trợn lên, mồm há ra, hai tay bị vết còng treo lên trầy xước và có mấy vết cắn ở bắp tay và hai đùi, mông và lưng. AFA dẫn lời ông Hùng nhận xét, trên thi thể của em trai mình có nhiều vết bầm tím, vết đánh là nội thương chứ không phải là vết đánh bên ngoài và khẳng định rằng cơ quan điều tra công an huyện Đức Linh đã gây ra cái chết của em trai ông. FI cũng dẫn lời ông Hùng cho biết thêm em trai ông đang ngủ ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ trộm chó nói trên, không giống như các báo đưa tin. Sau phản ứng của gia đình, các báo đã phải rút lại thông tin anh Hải có liên quan đến vụ trộm chó. Anh Hải là một trong số rất nhiều nạn nhân của những cái chết bất minh trong đồn công an thời gian qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin một điều tra viên vụ nghi can tử vong tại đồn công an ở Bình Thuận, bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Cơ thủ Trần Quyết Chiến tẩy chay đường lưỡi bò và nhận được nhiều sự ủng hộ. Ngày 25 tháng 9, VOA Tiếng Việt có bài "Cầu thủ Trần Quyết Chiến nhận được nhiều sự khen ngợi vì tẩy chay đường lưỡi bò, bỏ đấu ở Trung Quốc. Theo đó, cơ thủ lẽ Trần Quyết Chiến của Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo những người sử dụng mạng xã hội ở trong nước trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 sau khi bỏ thi đấu ở Trung Quốc để phản đối hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong giải đấu. Theo VOA, một loạt báo Việt Nam đã loan tin về hành động tẩy chay của Trần Quyết Chiến, cơ thủ hiện đứng thứ 5 trên thế giới, diễn ra hôm 23 tháng 9. Hình ảnh bài trên VOA. Tin cho hay, trong phần truyền hình trực tiếp vào giờ giải lao của trận đấu giữa ông Chiến với cựu cơ thủ số một thế giới Dick Chaspers, người Hà Lan, trong khuôn khổ một giải giao hữu ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò, vốn bị Việt Nam xem là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của đất nước. VOA cho biết đường lưỡi bò là cách gọi của Việt Nam để nói về đường đứt đoạn hình chữ U mà Bắc Kinh vẽ lên bản đồ Biển Đông để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết vùng biển dù bị Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực phản đối kịch liệt. Các báo Việt Nam cho hay, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa đã phát hiện việc phát hình đã phát hiện việc phát sóng hình đường lưỡi bò hôm 23 tháng 9 báo cho cầu thủ Trần Quyết Chiến. Sau đó, hai người quyết định bỏ thi đấu ngay lập tức để phản đối hành động của nước chủ nhà Trung Quốc. VOA dẫn một bản tin trong nước trích lời cầu thủ Trần Quyết Chiến nói rằng Tôi và huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa quyết định như thế vì không chấp nhận hành động xuyên tạc chủ quyền của Việt Nam, giải đấu đã vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Báo chí trong nước tường thuật, hai ông Chiến và Hòa rời giải, nhưng không thông báo ngay với ban tổ chức, nên Chủ tịch Liên đoàn Billiards Thế giới vẫn đề nghị họ giải thích vì sao bỏ đi đột ngột. Trở về Việt Nam trong cùng ngày 23 tháng 9, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa cho báo giới hay. Ông đã báo cáo sự việc lên Liên đoàn Billiards and Snooker Việt Nam để có hướng giải quyết tiếp theo. Hình ảnh cơ thủ Trần Quyết Chiến trong một lần thi đấu. VOA dẫn một bản tin của báo Thanh Niên nói rằng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ sớm gửi văn bản tới Liên đoàn Billiards Thế giới UMB để nói rõ rằng ông Trần Quyết Chiến không thể tiếp tục ở lại thi đấu vì có hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam xuất hiện ở nơi thi đấu. Sở cũng sẽ đề nghị liên đoàn tôn trọng những gì liên quan tới Việt Nam, bản tin viết. Theo quan sát của VOA, đông đảo người Việt Nam hâm mộ môn billiards, các Facebooker có ảnh hưởng và nhiều người khác đã bày tỏ trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn mạng rằng họ ca ngợi hành động của hai thầy trò Nguyễn Việt Hòa và Trần Quyết Chiến. VOA dẫn Facebooker Hoàng Nguyên Vũ có gần 246.000 người theo dõi, viết Hoàng Nguyên Trần Quyết Chiến không bao giờ chấp nhận vinh quang hay danh lợi nào có thể được đánh đổi bằng chủ quyền dân tộc dù trực tiếp hay gián tiếp. Ông Hoàng Nguyên Vũ bình luận thêm rằng, bạn vàng lớn như thế mà chơi tiểu nhân mãi, thật sự bụng dạ tiểu nhân là thứ bẩm sinh. Bài đăng của Facebooker này nhận được hơn 3.300 phản ứng yêu thích và các comment ủng hộ. VOA cho biết các Facebooker nổi tiếng khác cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cầu thủ này. Chủ đề này cũng được nêu bật trong trang BitVN hơn 3,2 triệu người theo dõi dẫn đến hơn 20.000 phản ứng yêu thích và gần 600 lời bình luận ủng hộ ca ngợi. Báo Người Lao Động hôm 25 tháng 9 dẫn lời huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa nói rằng học trò của ông Trần Quý Chiến, cầu thủ vô địch SEA Games 31, hồi năm ngoái, thật sự chỉ để tâm vào tập luyện thi đấu, nhưng cũng không bàn quan với cộng đồng xã hội và đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin cầu thủ Trần Quyết Chiến tẩy chay đường lưỡi bò và nhận được nhiều sự ủng hộ quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D